Truyền hình Việt Nam Vùng Hoa Tình Đốn, chúng tôi xin trân trọng kính chào quý khán thính giả. Kính thưa quý vị, trước khi tường trình đến quý vị buổi sinh hoạt có tên là Việt Fest ngày hôm nay, xin quý vị tha lỗi chúng tôi phải mang kính vào tại vì nắng quá không chói mắt, không có thể thấy được. Thưa quý vị, ngày hôm nay là ngày 24 tháng 8 năm 2013. Ở tại Landmark Shopping Mall có một buổi hội chợ mùa hè do các nhóm bạn trẻ, những tổ chức trẻ họ ngồi lại với nhau và đã thành lập ra được cái ngày Vietfest hôm nay. Thưa quý vị, kéo dài trong 2 ngày thứ Bảy và Chủ nhật. Thưa quý vị, chương trình dự trù bắt đầu vào lúc 11 giờ sáng ngày thứ Bảy sẽ có lễ chầu cờ và để mở đầu cho cái buổi hội chợ hè năm nay. Thưa quý vị, chương trình chúng tôi được biết có rất là nhiều tiết mục đặc sắc, đặc biệt là các em quan tâm đến vấn đề bảo tồn văn hóa, và những tiết mục sẽ thể hiện lên những nét đặc thù của dân tộc Việt Nam, và đó là cái điều rất là quý vì các em vẫn nghĩ đến. Thưa quý vị, và bên cạnh đó có những tiết mục khác để vui chơi, có những trò chơi, có những buổi thi, thi mà có lẽ hấp dẫn là cũng là như là thi ăn phở, không biết có người nào sẽ ăn phở được nhiều, thi hoa hậu, thi để kiếm một vị quân vương trong cái buổi sinh hoạt hội chợ hè hôm nay. Thưa quý vị, và trong buổi tối lại có những tiết mục khác như về âm nhạc, dance, khiêu vũ. Thưa quý vị, nói tóm lại, tất cả những chương trình hôm nay các em đã phát họa ra sẽ mang đến hy vọng, mang đến cho tất cả đồng hương cũng như các bạn trẻ, cũng như các em trẻ có một hai ngày mùa hè rất là đặc biệt. Và bây giờ chúng tôi xin mời quý vị theo dõi chúng tôi, cùng đi với chúng tôi để tham dự hội chợ hè. Thưa quý vị, và cũng xin nhấn mạnh rằng trong cái tổ chức của các em Novel, của Mosa, của kết đoàn vân vân thì vẫn có sự tiếp tay của cộng đồng, của Liên hội Cựu chiến sĩ, đặc biệt là trong toán thủ quốc quân kỳ để làm lễ chào quốc kỳ, và của cộng đồng để yểm trợ các em một cách rất là tích cực. Xin mời quý vị theo dõi những hình ảnh chúng tôi ghi nhận được. Đặc biệt là những cựu chiến sĩ quân lực Hoa Kỳ đã từng chiến đấu tại Việt Nam và các cựu quân cán cảnh Việt Nam Cộng Hòa và gia đình. Sự hiện diện của quý vị là một phần thưởng tinh thần quý giá dành cho những thiện nguyện viên trẻ của Hội Đao Vang. At the twilight's last gleaming, whose broad stripes and bright stars a perilous fight, o'er the ramparts we watched were so gallantly streaming, o'er the land of the free and the home of the brave.
tiếp nhận phần hồn của quê hương. Chúng tôi xin mãi tri ân điều đó. Cũng trên tinh thần tiên học lễ, hậu học văn, đạo đức là cốt lõi của con người, chúng tôi xin mạn phép được mượn sân khấu này, giờ phút này để trân trọng bày tỏ lòng tri ân tới những vị đã từng phục vụ trong quân đội Việt Nam Cộng Hòa. Thưa quý vị đồng kính, thưa các cô chú, các bậc, các bác đã từng trong quân đội giang sơn bảo vệ văn hóa bởi chính quân đội Việt Nam Cộng Hòa. It's to honor both, not only the retired Vietnamese veterans that fought in the Vietnam War, but also to honor those that also fought in the Vietnam War, and those are the Vietnamese-American Vietnam War veterans. And today, it has been my honor and a privilege to have the presence of five individuals who have served in the Vietnam War. One of my dreams has been to see both sides, both the Vietnam War veterans and also the Vietnamese War veterans on the stage, to have an opportunity for us to all to meet them and to see them. Because for me, I grew up after the war. And for me, the war was just a story. But these are the ones that really lived it. And those are the ones that, and I want to especially thank Robin, who had reached out to me and talked to me about the Vietnam War. And he had helped me to invite, you know, his compatriots who had also came today. So thank you so much, Robin, for your time. Your presence here has been an honor. Both Vietnamese and American, has been a great honor for us. So we sincerely appreciate the sacrifices that you have made and the time that you have made today to be here with us. And with that, I will let Liz to introduce you all. Thưa quý vị, gian hàng đầu tiên chúng tôi ghé lại là gian hàng bán nước và thấy rất là đông khách hàng. Thưa quý vị, họ bán nước dừa và bán nước mía. Thưa quý vị, trong ngày hôm nay nắng rất là nắng nóng vô cùng. Thưa quý vị, nhìn thấy là người ta xếp hàng để mua nước uống. Và kế đó là gian hàng thức ăn. Ở bên kia là Thai Master Grill. Khác nước thì có gian hàng này, mà đói bụng thì có gian hàng bán chicken teriyaki, beef kebab, fried rice, đủ thứ hết. Và thưa quý vị, mời quý vị cùng với chúng tôi tiếp tục đi thăm những gian hàng khác. Quý vị, và bây giờ mời quý vị đến gian hàng phở Kim. Ở ngay tại đây có nghe mùi phở rất là thơm, và quý vị thấy là khách hàng đang ngồi ăn phở ở phía bên ngoài này. Mời quý vị ghé qua cái gian hàng mà trưng bày những sản phẩm Việt Nam, đặc biệt là những cái đàn tranh, những cái món thủ công nghệ rất là có giá trị, và những bức tranh. Và cái người mà đang trông nom cái gian hàng này là cô Hạnh, Mỹ Hạnh. Mỹ Hạnh có thể nói qua về cái gian hàng của mình không? Dạ vâng, tụi cháu chỉ muốn góp phần vào trong cái Vietfest này bằng cách trưng bày một vài cái thí dụ nho nhỏ thôi của cái phong tục và tập quán của mình. Như ngày hôm nay con cũng mặc cái áo dài bà ba và mang cái nón lá để như là tượng trưng một tí xíu. Cái này là áo bà ba. Dạ vâng, cho hôm nay là người Nam. Dạ vâng, thì cũng những có một món hàng ở trong này có cái gì đặc biệt nhất? Dạ, có lẽ tất cả đối với tụi con chắc là đều đặc biệt, nhất là tụi con mà ở Mỹ không có biết nhiều về Việt Nam đó. Thì tự dụ như những cái đàn ở Việt Nam có đàn tranh, đàn xến, đàn cò thì tụi con chắc đây lần đầu tiên thấy. Rồi tụi con có cho những cái đồ gốm Bát Tràng ở Việt Nam.
rồi những cái sản phẩm trái cây ở Việt Nam như là trái na. Dạ vâng, rồi xong rồi một vài cái tủ công nghệ và những cái đèn này tụi con mang từ Việt Nam qua ở Hội An để có một tí xíu có bán không? Dạ, có bán, có bán là tụi con chỉ trưng bày cho đẹp vậy thôi. Nhưng mà sản phẩm rất là đặc biệt, một cái bàn và những cái bộ tách trà mang từ Việt Nam sang, và đặc biệt vô cùng nếu mà nhìn kỹ vào những cái chi tiết. Hạnh, dạ vâng, ở bên dưới là có một cái đồ hâm nóng nước để nước trà lúc nào mình uống nó cũng nóng bằng điện ở bên dưới. Sau bên đó trên là có một cái bình nước, rồi bên trên nữa là bình trà để lúc nào nó cũng ấm. Và đây là những cái bàn, cái ghế bằng là chiếu Việt Nam. Đẹp quá. Nước biển mênh mông không đông đầy tình mẹ, mây đây, trời lồng lộng không chỗ phụ yên ưng cha. Wow, cái này là của thư họa Vũ Hối. Thưa quý vị, mời quý vị đến những gian hàng giải trí cho các em. Có để như quý vị thấy, ngay cả có cờ bạc nữa, bầu cua cá cột. Các con nói là tại sao có cái tô đậu đen này với cái đôi đũa này để làm gì vậy? Dạ, cái tô này là cho mấy đứa chơi game á. Cái game là có hai cái tô đây, nhưng mà cho mấy đứa nhỏ mà không có biết dùng đũa đó, thì cái này là giúp cho mấy đứa coi, nếu mấy đứa cầm mấy cái đậu đen này lên thì con mới bỏ vô đây, bỏ vô cái tô kia. À, tức là tập này gấp. Mà tại sao lại mấy đứa nhỏ nó không biết gấp mà con lại lựa cái hột nhỏ xíu thì sao nó gấp được? Mấy cái đậu đen nó khó hơn là cơm, cho nên lúc mà mấy đứa thử làm á thì nó sẽ khó hơn, cho nên mấy đứa thì sẽ muốn tập và ráng để cầm mấy cái đậu đen này. Thôi bây giờ con thử gấp coi được bao nhiêu, con gấp được bao nhiêu. Một con thì con biết dùng đũa nhưng mà cái này vẫn còn hơi khó. À, ok. Cái này chắc tới chiều con mới làm hết cái tô này. Diễm. Quý khán thính giả, chúng tôi được biết là có 15 cô để tham dự vào trong cái cuộc thi Hoa hậu ngày Việt Fest hôm nay và tối mai. Thưa quý vị, chúng tôi được rất là hân hạnh được đứng để coi cạnh 5 cô. Con giới thiệu tên giùm cô nha. Dạ, em tên là Phạm Thị Như Ngọc cô. Dạ, em tên là Hằng Minh Nguyễn và em là thí sinh số 5. Ok. Dạ, con tên là Trí Phương Trần, thí sinh số 7. Dạ, con tên là Trần Việt Như Quỳnh, thí sinh thứ 2. Dạ, con tên là Michelle Trần, thí sinh 15. Ủa, sao mấy cô này nói tiếng Việt hay quá vậy? So, what will you do if you become a Miss Queen tonight, tomorrow, right? What they call Queen? Will be a Queen? Yeah, Miss Queen. Miss Việt Fest, nhưng mà they call it Queen, right? Yeah. And they have a other contest for male. Yeah. And they looking for a king, right? Yeah. What you do if you become a Queen, Miss Việt Fest tomorrow? Any of you? I would try my best to show that Vietnamese woman has the power to show that they have leadership and help with the Vietnamese community to expand it in America. Thank you. She's got a pretty good answer. We have a lot of set activities to go promote the Vietnamese people and our culture and traditions, and we would go and promote all of that and spread the word. I agree with both of them. I would spread the word and raise awareness of the Vietnamese community and the heritage and the beautiful culture as well. Thank you. Mới theo nói tiếng Việt giỏi, giờ nói tiếng Mỹ rồi. Dạ, con... dạ, nếu mà con được trở thành Miss Việt Fest hôm nay, ngày mai thì con sẽ cố gắng quyên gọi mọi người tổ chức một cái công ty hay là tổ chức nhỏ cho phụ nữ và sẽ làm gương cho các chị để các chị try out và cố gắng hơn enter the leadership in America. Okay. Cảm ơn cô.
If I get the chance to win, which I think all the ladies deserve to win, I would try to give back to the community and possibly influence the youth, because that's our future of tomorrow. Go have an idea, okay? Since only five you here, we have 10 more, right? Why don't you all get together and prepare one, the contest for the Mrs. Việt Fest, or for the older people, you know? And you will be Mrs. Yet, and you become the judge. Yeah. How about that? Next time do that. Next year. Hopefully. Yeah, cô think that's fun, right? Yeah. Okay. We'll talk to them and to ban tổ chức and prepare for that and okay. Invite the people so they don't won't feel left out because they Thank you. Good luck to all of you. Thưa quý khán thính giả, trong cái sinh hoạt của giới trẻ, của các em đã ngồi lại với nhau và đã có cái sáng kiến tổ chức ngày hội chợ hè lấy tên là Việt Fest, thưa quý vị, nhưng mà lại có sự tham gia của Liên hội Cựu chiến sĩ cũng như của cộng đồng. Và thưa quý vị, muốn tìm hiểu xem tại sao Liên hội Cựu chiến sĩ lại có mặt ở trong cái buổi sinh hoạt này. Và xin chào ông Tạ Cư Hải. Kính chào chị Bạch Mai và kính chào quý khán giả. Thưa, đây là cái cơ hội mà chúng tôi tới gặp giới trẻ Việt Nam tại hải ngoại, đặc biệt tại vùng thủ đô, để yểm trợ cho giới trẻ trong cái sinh hoạt văn hóa rất là có giá trị như hôm nay. Ngoài ra đây cũng là một cái cơ hội để chúng tôi tỏ tình đoàn kết, nối kết với giới trẻ và ước mong giới trẻ tiếp tục cái sứ mệnh đấu tranh của cái cha ông, là trong đó có chúng tôi và các anh của các em. Trong cuộc chiến vừa qua, và chúng tôi tiếp tục tranh đấu tại hải ngoại để đem lại tự do, dân chủ và nhân quyền cho Việt Nam. Thì đây là cơ hội mà chúng tôi muốn gặp tất cả các em, và Liên hội Cựu chiến sĩ Việt Nam Cộng hòa trong mấy ngày qua cũng đã họp với ban tổ chức để mà yểm trợ lễ chào cờ cũng như giữ gìn trật tự vân vân. Những điều đó để bảo đảm cho sự an ninh của các em, bởi vì chúng ta đang ở trong môi trường chính trị thế nhị tại vùng thủ đô, và cộng đồng Việt Nam Cộng hòa vùng Washington DC, Maryland, Virginia cũng như Liên hội Cựu chiến sĩ vùng thủ đô, chúng tôi biết những điều đó và chúng tôi tích cực yểm trợ các em trong cái dịp phổ biến cái văn hóa Việt Nam như thế này. Đây là điều tốt đẹp và chúng tôi ước mong sẽ là tiếp tục làm trong những năm sắp tới. Xin cảm ơn. Kính thưa quý khán thính giả, tại sao có sự hợp tác và yểm trợ của cộng đồng tại thủ đô Washington DC, Virginia và Maryland về cái buổi tổ chức có tên gọi là Việt Fest ngày hôm nay? Xin mời quý vị theo dõi một vài phút nói chuyện với ông Chủ tịch Đoàn Hữu Định. Và chào ông Định. Vâng, thưa kính chào quý vị. Trước tiên có thể, khi mà nhóm Novan đã làm một cái hội chợ văn hóa của Việt Nam năm ngoái, thì cộng đồng thấy rằng đây là một dịp rất tốt để mà các cháu đưa lên những cái nguồn, nói lên những cái nguồn gốc của chúng ta, để cho người Hoa Kỳ thấy cũng như là tất cả thế hệ kế tiếp của chúng ta biết được rằng là người Việt Nam chúng ta qua đây còn có một cái nguồn gốc, còn có cái xuất xứ, để cộng đồng đồng ý để mà tiếp tay cũng như là giúp giùm cho thành phần trẻ này thực hiện được cái chương trình của năm nay. Thì do đó mà cái Việt Fest 2013 đã được thực hiện. Thì khi mà thực hiện đó, cộng đồng có nói rằng là sẽ đóng góp nhân sự cũng như là đóng góp tất cả những cái ý kiến nào mà có thể tạo cho cái buổi tổ chức cái sinh hoạt ngày hôm nay đó nó đi đúng theo cái tiêu chuẩn, tức là từ khi mà bắt đầu cho đến khi mà chấm dứt, thì trong đó có cái phần nghi thức chào cờ, trong đó có cái phần mà biểu dương lá cờ Việt Nam mình cũng như là đưa lên cái chính nghĩa của chúng ta, cho thấy rõ ràng là giàu xa đất nước bao nhiêu nữa, cái thế hệ kế tiếp đây nếu trường hợp mà không có ngày nào sống ở Việt Nam thì cũng biết rằng là cái xứ sở của họ, cái nguồn gốc của cha ông nó còn lại, đó là có những cái đẹp, có những cái phong tục mà mình cần phải theo và cần phải gọi rằng là tiếp nối và hướng dẫn cho cái thế hệ kế tiếp mà họ nhìn thấy cái đó. Mặc dù rằng có rất nhiều cái người không hiểu đã cho rằng là đây là cái một cái sinh hoạt của du sinh, nhưng mà cái đó là hoàn toàn thất thiệt, vì lý do rằng là những cái người làm ra đây toàn là những cái con cháu của người tị nạn cộng sản, và từ cái việc làm của các cháu đó, chúng ta thấy rõ ràng rằng là các cháu có một cái tinh thần, thì cái tinh thần đó cộng đồng sẵn sàng tiếp tay và làm sao giúp cho các cháu
thực hiện được một cách tốt đẹp. Chúng ta thấy rằng là nội các cháu không đó, họ đã bỏ biết bao nhiêu tiền để mua những cái lá cờ vàng ba sọc đỏ thân yêu của chúng ta, cũng như là có những cái nghệ sĩ trẻ mà đã thực hiện được những cái hình ảnh về lịch sử của chúng ta đeo khắp đầy trong cái địa điểm hành lễ ngày hôm nay. Chúng tôi thấy rằng là cộng đồng thật sự hãnh diện và mong mỏi rằng là tất cả những người mà nhìn thấy ngày hôm nay trong tương lai sẽ hưởng ứng và đi đến với cái hội chợ của năm 2014 của giới trẻ này, họ tiếp tục họ thực hiện. Đó là tất cả những cái gì mà cộng đồng thấy rằng là cần phải có và cần phải tham gia cũng như là yểm trợ tối đa. Kính thưa quý vị, trong hai ngày hội chợ mà chúng tôi có đề cập đến, các em lấy tên là Vietfest. Thưa quý vị, muốn biết được là ai là người đứng đầu để điều hợp và để tạo ra cái cơ hội, cái buổi tổ chức hôm nay, chúng tôi xin mời quý vị theo dõi một vài phút nói chuyện với Daniel. Đây là chủ tịch của hội Novel và cũng là cái người đứng đầu ở trong cái tổ chức ngày Vietfest hôm nay. Chào Daniel. Dạ, xin chào cô Bạch Mai. Dạ. Daniel, nói cho quý thính giả biết, đương nhiên là phải có một cái tâm ý, một tâm niệm gì Daniel mới tính tổ chức những cái ngày như Vietfest năm ngoái, năm trước và hôm nay, ngày hai ngày này. Thì Daniel nói cho thính giả nghe đi. Dạ, thưa cô Bạch Mai, thì cũng như cô biết thì cái mục đích của hội Novel là để tôn vinh và giữ gìn những cái nét văn hóa Việt Nam của chúng ta, và do đó thì cũng để mà đạt được cái tâm nguyện đó thì tụi con đã có tổ chức hội chợ văn hóa Việt Nam. Hội chợ văn hóa Việt Nam là một cái hội chợ để mà khuyến khích những người trẻ để mà tham gia vào những cái sinh hoạt của cộng đồng, và thứ nhất, thì thứ hai là học hỏi thêm những cái văn hóa của người Việt Nam chúng ta, mà cái đó là không những là cho những người trẻ của cộng đồng Việt Nam của chúng ta, nhưng mà cũng là cho những cái cộng đồng khác, người Mỹ khác, để mà họ biết về cái văn hóa, những cái nét đẹp, những cái hay của chúng ta. Thì con nghĩ rằng là cái hội chợ là một cái cách rất là hay để mà có thể gọi là quy tụ lại những người trong cộng đồng chúng ta trong cái hội chợ này. Thì có nhiều cái support lắm, của chẳng những là của cộng đồng người Việt ở đây, nhưng mà cũng có những cái cộng đồng khác, như là cộng đồng của người Hoa, cộng đồng người Nhật Bản, cộng đồng người Korea, thì họ cũng ủng hộ chúng ta. Cho nên đây là một cái cơ hội để mà chúng ta có thể quy tụ lại hết, rồi có một cái ngày để mà chúng ta có thể celebrate những cái hay, cái đẹp chúng ta trong cái hai ngày hội chợ. Thì ở đây cái hội chợ thì như cô biết thì thấy là có đồ ăn, có những thức ăn, có những cái exhibition nói về cái lịch sử của chúng ta, những cái quầy về cái văn hóa, rồi chẳng những để có những cái quầy bán đồ ăn, cũng có những cái exhibition do những cái small businesses của cộng đồng chúng ta cũng đang giới thiệu những cái services của họ ở đây. So, cho nên cái hội chợ này thì đối với con là một cái tâm nguyện của con cho cộng đồng chúng ta, để mà phát triển cái cộng đồng chúng ta để mà càng ngày sớm càng thăng tiến hơn. Theo như cô được biết là làm một cái buổi như thế này rất là tốn kém, nhưng mà Daniel cũng như các bạn, ngoài cái sự mà hợp tác của rất đông các bạn trẻ, thì lại cũng phải có một cái kinh nghiệm, một cách rất là hay để mà tìm kiếm được cái phương tiện tài chính để cho chi phí cho những cái tổ chức như thế này. Ngay cả cô thấy cái quyển, cái booklet in cũng rất là đẹp. Để Daniel nói qua cái vấn đề đó. Dạ, thì phần đông thì như cô thấy rồi, thì muốn mở một cái hội chợ thì tốn kém rất là nhiều. Thì do đó thì tụi con rất là may mắn là được cái sự ủng hộ của nhiều cái những cái corporation của Mỹ, chẳng hạn như là Wells Fargo, và cũng như là một những cái business của người Việt chúng ta, giống như là V247 và vân vân, những cái nhà băng, những cái và cũng là private donation cũng có nữa. Thì đó là những cái mà cách mà tụi con đã phải gây quỹ trước để mà có thể thực hiện được cái hội chợ. Còn những cái mà giống như là vé là để giúp những cái chi phí khác, tại vì nếu mà không bán vé thì không thể nào mà có thể gọi là trả tiền được hết những cái chi phí mà phải liên quan đến mở cái hội chợ. Có một cái điều đáng lẽ ra được phải tán thưởng những việc làm của bạn trẻ, hình như cũng có một cái sự mà họ cố tình để mà xuyên tạc, thì nói là vấn đề này là của du sinh tổ chức chứ không phải là của các bạn trẻ ở đây. Daniel có nghe điều đó và cảm thấy như thế nào?
Dạ, con cũng có nghe sơ sơ thôi, nhưng mà con cảm thấy là cái điều đó nó không có lý, cho nên con cũng không có nghĩ nhiều về cái vấn đề đó, là bởi vì cái đó là như cô nói là cái vấn đề xuyên tạc, cho nên cũng không có cần phải đề cập đến, cũng không cần để ý đến. Cảm ơn Daniel rất là nhiều, chúc hai ngày hội chợ thành công. Dạ, cảm ơn cô nhiều. Dạ. Kính thưa quý vị, có một viên chức của bên Fairfax County đến đây, và bây giờ chúng tôi xin mời quý vị nghe một vài phút nói chuyện với ông. Hi, would you please introduce yourself? Yes, my name is Jay McConville, and I'm the chairman of the Fairfax County Republican Party, the committee here, so in Fairfax County. Very nice and very happy to have you here. And can you tell us why? Why are you here? Well, this is my second year. I remember last year as well. We come because we want to celebrate the diversity of Fairfax County and all the different citizens that are here. We welcome into the Republican Party, the Vietnamese community, and we're just so happy to be able to come here and celebrate all the wonderful things that the Vietnamese community is doing in Fairfax County. And personally, I like the food too, so I come for that. That's good. How do you think about that? Is the group of the young people, mm-hmm. they gather and then they prepare they to do this to what they call the fest today. Yes. And what do you think about their activity? Oh, I think it's excellent. And VietFest is a big celebration, but it also brings together the leaders in the community, people who are entrepreneurs, have businesses, who are making their way in Fairfax County. And our party, the Republican Party, likes to think of ourselves as the party of the American dream, and it's reflected right here at VietFest. And I think it's wonderful to see so many young people here as well, because they're the future of our country, and it's great to see them coming together and working for positive things across the county and across the Commonwealth of Virginia. Fretting he could not attend because he's out of town. He said some very important things, and so I'd like to read completely what he said. His name and rank at the time was Corporal Richard B. Abell, Company A, 2nd Battalion, 7th Cavalry Regiment, 1st Air Cavalry Division, Air Mobile. Army Commendation with heroism. Good job, Weavy. Next will be English. Hello, everybody. Next, we have Korean. 안녕하세요. Next, we have Japanese. Hello. 안녕하세요. And next, we have Spanish. Hola, ¿cómo está? ¿Cómo está? Muy bien. And last we have Thai. What's the name? Jennifer Nguyễn sẽ trở lại với chúng ta. Jennifer Nguyễn với bài hát Hello Việt Nam. Tell me all about this name. That's difficult to say. Given to me the day I was born. Want to know about the stories of the empire of old? Why I say no more than what you dare to say. Thank you.
See, now they're gonna dance for you. Lên chúng ta cùng